Hello. Lấy nón của bộ nón của Tám nè. Bây giờ là tới cái màn đi ghe ra sông Tiền. Trời, nhà này có mấy cây lan đẹp quá. Đỡ nắng. Để ông cậu thôi. Rồi chào cậu. Trời ơi. Đây nhà cậu của Hiếu rất là đẹp. Trời ơi. Trồng lan giải trí ở khắp sân luôn. Đã. Giờ bắt đầu đi tham quan sông Tiền, sông mà bự quá không biết đi. Wow, sông cái này cái gì đây? Lan đẹp quá. Nhưng mà nó phải có cái tên gọi chứ hả? Đó là lan rồi. Lan nhưng mà nó có cái tên gọi của giống lan đó. Mình không biết luôn. Lan Hồ Điệp á. Lan Hồ Điệp hả? Ok. Có lan chim chích nào luôn chứ. À, có con chim nãy không thấy. Chim gì vậy? Ồ, hay quá. Quê của Duy Trung Hiếu quá tuyệt vời. Giờ xuống đò phải không? Rồi. Con đi cái quả này, cái đi cái này có vẻ hơi khó khăn nhưng mà. Để nó trơn quá mày, thấy chết mẹ luôn. Nó trơn quá. Khoan. Mày coi chừng đó. Được không? Rồi không có, mày cứ giữ máy đi. Không có người ta cũng được. Cái này thuận dạng tao bò. Tao bò thôi. Ngồi đâu? Rồi. Chào mọi người. Bữa nay đi phơi nắng, bữa như lại đi chiêm ngưỡng sông Tiền. Mày ngồi đi, mày ngồi xuống đây té bây giờ. Trời, luôn nó dân thổ địa ở đây mà mình quên. Ta ngồi trong lưới nè. Trời ơi, nó chưa mở dây mà. Ê mày không có mặc áo phao không mày? Hả? Rồi quá trời ghê quá. Miền sông nước. Miền nông sông nước. Đây. Thôi rồi ngồi chính giữa cho nó ăn. Rồi. Thôi chạy vòng cho nó mát rồi chứ không biết sông nước. Đúng rồi, sông nước miền Tây đó. Đúng rồi. Đủ không? Đủ lên đổ dầu đi ơi. Thôi chạy đổ dầu đi sao ơi.
không chạy vòng rượu à, không có dầu à, rượu mà hồi lúc mà về nằm giữa sông á, rượu nó buồn cười lắm à, cho nhảy xuống rồi. Nói chung là đi chập cái bờ sông mình đây nè, không cần qua giữa sông đâu, trong đây thôi, chơi mấy chỗ thăm mấy chỗ đáy của ông đó. Lần đầu tiên đi về miệt miền Tây, miệt vườn đi sông nước à, cho nên ra tôi rất là hồi hộp luôn, sợ sợ, sợ té nữa là thật sự chào ai ơi mẹ. Ngày này tao chơi được chơi hết nhà luôn, thấy không? Tao cũng không ngờ, tao cũng không ngờ là kìa về Việt Nam nó có những chuyện lý thú mà cả đời bên Mỹ chưa bao giờ biết được, đúng không? Trời ơi. Đây là sông Tiền, sông Tiền Giang. Tiền Giang này không phải gọi là sông Tiền, cái Tiền Giang. À, xong rồi. Xong rồi đi hơi tốn tiền. Được. Mà lấy free mà. Anh có cầu bắt qua đẹp không? Sông này cũng khá lớn. Quá lớn. Bề ngang cũng gần mà. Từ ngày bắt cái cầu này là dựng hay là đổi đời đó. Bắt đầu từ cái cầu này xây dựng lên là dân ở Tiền Giang đổi đời luôn rồi đó, họ giàu quá trời của đất luôn, kinh khủng. Thật sự là ấn tượng, thật sự là ấn tượng. Ủa, thằng này nó sông bằng cỏ đông là này ở đây hả? Nó phải sông bằng cỏ đông vậy? Đây là sông Tiền, sông Tiền. Ở đây là ở Cái Bè Tiền Giang mà. Ở đây là Cái Bè Tiền Giang. Có cái này là cái gì ta? Cái cây là cái gì? Làm gì? Không có cây sắt thôi nè. Có này tái, ta chì ta bỏ chài, ta làm trái rồi phải không? À, cái này là tôi nuôi, cái này là tôi nuôi cá cho nó mè luôn. À, người ta bỏ lợp, người ta cái lợp để người ta mà mỹ cá rồi phải không? Okay. Cái này là gì? Tao quay lại để tao giữ cá vô hả? Ồ, ok. Mấy cái này là tao quay lại để tao giữ cá bào á. Cứ đi thì tính sao? Tại vì không có dịp, có dịp xuống đây quậy đó, cho nên ra không có ngại gì hết. Thằng Hiếu nó đừng có sợ, lỡ có gì nó xuống nó vớt. Nhưng mà không biết vớt xác hay là vớt người, không biết nữa được. đã nha. Đã nha. Có cái một sự lý thú không hề nhẹ.
cái này là cái gì? À, tôi nuôi bè. Cá bè. Cái này là tôi nuôi cá bè nè. Bè ta ở trên sông. Người ta có những cái thùng phi. Đó. À, con cá giải trí nữa hả? Đồ quá. Cá này giải trí ngoại gì nó nhốt mẹ rồi câu gì giải trí? Câu ngoài mẹ là không thể nào nó giải trí được, câu ngoài sông mới được. Đây ta nuôi cá ngoài mẹ xong người ta văng lại lưới ta nuôi. Kia là cái gì vậy? Tiền Giang luôn. Bên kia cũng là Tiền Giang luôn hả? Bên kia là Mỹ Thuận, bên này là Tiền Giang. Giống mày đấy, cá hả? Ừ. Vô bên nhà. Ê, con cá sấu không mày? Hả? Con cá sấu không? Cá đẹp mà. Đẹp cá sấu. Ở đây có cá hồi xưa có cá đuối, hồi xưa có cá hồ. Dùng nước lợ nó mới có nha. Cá hồ, xưa hồ, cá hồ, cá hồ, cá hồ, cá sấu, cá hồ, cá hồ, rồi cá đuối, cá hồ. Cá hồ không có. Cái món lục bình á, lục màu tím đẹp quá ha. Nhưng mà sông Tiền Giang này rộng quá lớn, bát ngát luôn, quá trời là bự luôn. Từ nào giờ nghe nói sông Tiền mà mình mơ hồ mà không biết cái gì. Thì hôm nay mình được diện kiến xuống đây, mình quen ông có người yếu. Mình mới biết là sông Tiền là đây nè, sông Tiền. Ờ, cái gì cũng vậy thôi, đi mới biết. Đó, những người này ta đi văng lưới, ta kiếm cá nè. Ta đi cá, ta nuôi bè. Nhưng mà đa số ta nuôi cá gì ạ? Cá chấm đỏ, cá chiên đầu. Ở nhà sẽ lấy gì? Chào Hậu Nam. Thằng con nuôi tao Hậu Nam. Bố đang ở với lại cái bè Tiền Giang. Hôm nào mà đi chơi được vui rồi.
Nói chung là kỳ này mình đi mình chơi, mình đi chơi về quê hương của thằng Hiếu này mình thấy quá đã. Ăn uống thoải mái. Ô cò, trời ơi cái nó cò kìa, cò bay lại bay ra kìa trời. Đồ ăn tươi không? Cá mắm đồ ngon. Giữ cho mình đang quay quay lại một nữa. Bây giờ cái xe cái đò này á là đi qua phía bên kia bờ. Ồ, mà ghê thiệt. Lớn ghê á. Đi qua bên kia bờ. Thì bởi vậy mày thì không sợ, tao là đầu tiên tao đi kiểu này tao sợ được. Nói chung là cũng không biết gì lắm, là xuống được đi thì là thấy an toàn rồi thì không á. Mà thấy không bự ghê ha, lớn ghê. Cầu Mỹ Thuận hả? Đâu? Cầu Mỹ Thuận đó là xa xa thuốc kia hả? Thấy rồi, thấy rồi. Đó là cầu Mỹ Thuận đó mọi người. Ok. Giờ tháng sau tao về nữa hả? Thừa quá. Nói chung là đi đi hôm nay về Hiếu nó có cái nhiều cái điều mình cũng muốn nói là cái xã hội của mình bây giờ nó đẹp quá, và bởi vì cái chỗ của Hiếu ở thì nó cũng cùng với cái dạng giống như là vùng sâu vùng xa ở miền Tiền Giang này, nhưng mà mình đi rồi mình mới biết là ở nơi đó nó có những cái con đường nó gọi là cái gì cầu đường trường trạm rất ư là hết sảy, đã phát triển rất ư đường nhựa rồi các cái đủ thứ, nên là rất là trên cả tuyệt vời, không có chỗ nào ở đất đỏ. Mình nghĩ là ngày xưa về quê là phải có con bò đi trước khác là lẹt kẹt ơn sao đường đất đỏ chạy cà chợ cà chợ, không phải đâu. Bây giờ đủ phải đường đường đỏ xưa lắm rồi, bây giờ đoạn đường nhựa không, và có là có đường lên dưới giữa phân đoạn ra chiều đi chiều về nữa đã là ổn địa. Ông mà hình như là nhà nào có xe hơi chứ, nhà Hiếu có chiếc Toyota 7 chỗ nó mới mua kìa. Trời ơi, nhà nó có xe hơi chứ á, bà ở đây nói chuyện với các hộ nông dân á, mà nói chuyện tiền tỷ chứ không được nói chuyện triệu, mà đắp được không ha. Ở miền Tây nó có những cái nghề lạ lùng lắm mà nó buồn cười. Cái nghề chỉ hồi nãy mới biết cái, có cái là trong cái bàn nhậu có một anh chàng kia thì ảnh là cũng là ảnh sống ở nghề chỉ, là làm sao là những người mà thu mua giao phó tranh một cái trách nhiệm, là thí dụ như đi thu mua một cái vườn vườn xoài hay vườn trái cây bất cứ gì đâu, thì anh vô anh giám định, mà anh giám định cái kiểu của anh đầu tiên là kinh nghiệm lâu năm á, anh chỉ cái cây nào thì nên hái và cây nào không nên hái. Một tháng được nhiêu mày? Một tháng không được nhiêu? Một tháng 90 triệu mà mọi người rất là vàng, thích thì được, ba thương lái tới mướn ổng vô chỉ, ê hái cái này được hái cái kia được, mà không hái là không cho hái, nhưng mà nghề chỉ ở miền Tây nó có nhiều nghề buồn cười đó, nhưng mà người ta vẫn mà người ta vẫn vui vẻ người ta sống. Ở thành phố đâu có ai nghĩ tới cái chuyện nghề chỉ bao giờ đâu, được ê chỉ cái cây này được hái nha, được chứ không hái nha, được đó là Hiếu nói nè, ổi của nhà của nó hả,
cứ tuần hai lần vậy là người ta khác thương lái trả 3,3 triệu, cứ tuần canh tuần làm tuần người ta hỏi mày sướng chết mẹ luôn rồi. Mà thức ăn với lại sinh giá sinh hoạt ở dưới miền Tây này thì mày biết rồi, nó rẻ như bèo. Trời ơi, bữa nay ăn lẩu, lẩu 3 loại cá luôn rồi, khổ sướng gì đâu. Cá lóc lưng tôi, cá bóp rồi cái gì, cá chép chiên vô. Trời ơi, trời ơi, tới giờ mình sợ cá ngát, cá gì đó, cá mắm bây giờ thoải mái. Trời ơi, đã luôn. Trải nghiệm kỳ này rất là thú vị, mình trải nghiệm miền Tây sông nước đúng nghĩa Tiền Giang và đi quê.